Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsimon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi thu phục mấy cái em Eplin nha các bạn ơi. Hôm trước mình bị nhầm, chúng ta phải thu phục Eplin thì may ra nó còn có tỷ lệ là 5%, đeo một trong hai trái táo, táo ngọt và táo chua đó các bạn ơi. Đó, trận này chúng ta có được một em Eplin nè. Eplin, mình sẽ tiến hành thu phục nó luôn. Chắc bằng quả gì đây rồi? Whitbon đấy các bạn ơi. Mình lại xài quả Liverpool. Nhưng mà thôi kệ, gần hết Whitbon rồi, chúng ta xài chơi hết luôn các bạn ơi. Đó, để coi thử cái em Eplin mình vừa bắt á, nó có được cái quả táo nào không nha. Eplin, ôi không có rồi bạn ơi, nó không có được quả táo nào rồi. Và tập hôm trước á, mình cũng đã đạt được 50% của cái siêu lot lock rồi nè. Rất là xịn sò luôn. Tập ngày hôm nay mình sẽ cố hoàn thành cho đủ 100% luôn nha. Wow, Eplin đâu rồi? Bên đây nè các bạn. Lăn linh tinh. Dạ, lăn đi đâu vậy cái con này? À, để bây giờ mình xài quả bon khác đi các bạn ơi. Liverpool thử đi ha. Đây, Liverpool. Mình nói lộn, Liverpool chứ. Tự nhiên là Liverpool. Nói lộn nói lại các bạn. Ấy nhưng mà nó vẫn thành công nè. Wow, cũng khá là xịn luôn. Chắc mình sẽ xài cho hết Liverpool đi nha. Và để mình coi thử coi. Mình cũng vẫn chưa hiểu tại sao Magic Cap nó vẫn chưa đủ 100% của cái lock của nó nữa các bạn ơi. Cái em Eplin này thì nó có... Ui, nó không có quả táo nữa các bạn ơi. Hơi uổng nha. Mình sẽ kiếm một em Eplin khác nha các bạn ơi. Eplin này mình mới bắt đúng không? Có gì không? Ui, nó cũng không đeo cái gì nữa các bạn ơi. Nó chỉ có 5% thôi, tỷ lệ rất là thấp luôn. Đâu như Nigroma đâu. Nigroma thì tỷ lệ là 50% để mà đeo mấy cái đồ kết hợp của nó với Sungale với lại Lunala đó các bạn ơi. Mình tính nghĩ cái gì mình quên mất tiêu rồi. Thôi chắc mình sẽ đứng đây mình chờ một xíu, coi thử mấy em Eplin nó còn xuất hiện nữa không nha. Hiện giờ thời gian đang là 10.000 mấy rồi nè. Ôi. À, và mình thấy được một cái Zyga khác nữa các bạn ơi. Đây là một cái Zyga Cell nữa, cái thứ 63 của mình luôn. Wow, ngon vãi cả chửi luôn các bạn ơi. Quay đi vòng vòng mà chúng ta thấy được nè. Ôi cũng hay chứ bộ ha. May là mình để ý đó các bạn ơi. Ồ, nói chung là nhìn mình thấy là lạ là mình lụm nó ngay. Thôi chứ mấy cái đó nó hiếm lắm các bạn ơi. Ôi, 63 cái là cũng hơi nhiều đó. Hôm giờ mình kiếm được 13 cái luôn rồi. Cũng khá là kinh khủng đó các bạn ơi. Mình sẽ kiếm coi thử quanh đây còn mấy cái Zyga Cell hay là Zyga Core là đúng không nha. Mặc dù cái tỷ lệ xuất hiện của nó thì hơi thấp đó. Ôi, trong đây có một trainer nè. Đây là một trainer nữ mà đồ Pikachu. Và trainer này thì cấp 95 các bạn ơi. Chúng ta sẽ xài Giratina nha, để mà cố cho nó lên cấp luôn. Earth Powder đi. Ôi, mình gặp cái con Pipero nè. Con này hả nước, mà mình xài hả đất hả? Trời ơi, tôi bậy quá, xài Dragon Claw mới được các bạn ơi. Ồ, nó gây nhiều sát thương chưa. Rồi tính ra nó cũng chưa nhiều lắm các bạn ơi. Dragon Claw phát nữa nha. Shadow Force thử nha các bạn ơi. Ôi, Shadow Force đó có thể dụng chứ, nhưng mà nó thi triển hơi lâu thôi. Và bây giờ trời nó cũng đã tối rồi nè. Chắc mình sẽ đi qua cái vùng biển và mình sẽ câu tiếp mấy cái em siêu lot nha các bạn ơi. Có một con Pikachu nhưng mà là dạng thường. Chúng ta không có gặp được cái dạng đặc biệt ha, hiếm vãi. Đây vẫn tiếp tục. Là cái cây Good Rod Supreme nha các bạn ơi. Sẵn tiện chắc mình sẽ cho cái em Giratina này lên 3 cấp nữa luôn nha các bạn. Tại vì nó vừa lên cấp 90 mà. Nãy mình chờ cho nó tròn cấp mình mới cho ăn kẹo đó. Giờ thì Giratina của mình nó khá là trâu bò rồi nè. Quầy máu của nó là 415 luôn. Nhưng mà cái chỉ số speed thì hơi bị thấp nha. Thôi không sao các bạn ơi. Rồi, bộ cái hiệu cái coi. Đây rồi. Ra một cái dạng siêu lot. Không biết có phải cái dạng mới không các bạn ơi. Siêu lot vàng xanh. Hình như em này mình đã có rồi nè. Trời ơi, tôi có rồi mà. Ra chi nữa vậy. Để mình kiểm tra coi thử nha các bạn ơi. Phải ông ta, siêu lot vàng xanh. Ui, đúng rồi các bạn ơi. Dạng này mình đã có rồi. Đây, em nó đây nè. Wow, nhìn nó cũng khá là to. Nhưng mà khá là tiếc, mình phải vứt nó đi thôi. Giải phóng nó đó các bạn. Ông gì đây? Một trainer khác nè. Wow, trainer cấp 60 thôi. Cấp 60 thì cho Sivili ra trận nè. Sivili ở tiên.
Môn tiếc tất nữa. Hoài một khúc máu luôn các bạn. Ôi nó ru ngủ Sivili rồi. Nhưng mình sẽ chuyển qua em khác đi. Ratios chẳng hạn các bạn ơi. Ồ dưới kia là một cái gì đây? Có vẻ như là một cái vực thẳm rồi bạn ơi. Một cái thung lũng gì đó. Dragon Bulls nè. Dragon Bulls phát nữa. Hoài ngậm cửa tỏi luôn. Gọn vãi. Ôi và đây rồi bạn ơi. Ơi không biết đây là một dạng siêu lớp mình đã có chưa nữa. Trời ơi nãy giờ toàn ra cái gì không à. À và hồi nãy mình có một dạng đặc biệt khác nhưng mà mình không có kịp cho các bạn coi. Để bây giờ mình sẽ show với các bạn luôn nha. Đây cái dạng hồi nãy đó chính là Purple Diamond nha các bạn ơi. Đây để bạn em màu tím tím nè. Còn cái màu xanh này thì mình đã có rồi, chắc mình sẽ cất nó vô đi ha. Đây em hồi nãy mình câu đó chính là em siêu lớp Purple Diamond các bạn ơi. Tím kim cương. Wow, nhìn hấp dẫn chứ kìa. Hồi nãy mình câu mà mình không có kịp quay đó các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục câu thôi. À lộn, câu bằng cái wood rod chứ. Mình cũng vừa câu bằng một cái super rod nữa nè. Rồi chắc mình sẽ cho Giratina lên cấp 95 đi ha. Đây, cho lên cấp 95 liền các bạn. Ồ, hấp dẫn liền. Wow, chỗ này nó có mấy con Zelican nè. Zelicen. Đây là em màu hồng các bạn ơi. Có một em nữa là màu xanh nữa đó. Rất là hấp dẫn luôn. Nó là dạng tiến hóa của Rillip đó các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, không biết đây có phải là một cái dạng đặc biệt khác không nữa. Nhưng mà mình đã câu dính rồi nè. Ôi chắc đây là cái dạng màu nâu thì phải ha. Hoặc là cái màu apricot đó các bạn. Để mình cùng kiểm tra coi. Ui màu này đã có rồi. À cái màu tím tím hồi nãy nè các bạn. Ố. À cái màu tím tím hồi nãy mình câu trúng nè. Ồ, cũng khá là hấp dẫn nha. Ôi, đây là một dạng siêu lốt màu khác các bạn ơi. Có vẻ như là một màu vàng nhạt rồi. À, và em này hình như mình chưa có đó. Bắt nó luôn thôi các bạn ơi. Xin sơ con bò liền. Wow, dưới kia có mấy con Wishiwashi cũng như là Frillit á. Nó bơi quá chừng ở đây luôn các bạn ơi. Và để mình cùng kiểm tra coi nha. Ôi, đúng các bạn ơi, đây chính là một cái dạng đặc biệt. Và đó chính là cái màu Eastern Gold nha. Wow, hấp dẫn ta. Và thế là mình đã có được 9 em siêu nốt rồi đó. Mình sẽ cố gắng câu thêm 5 em nữa là chúng ta sẽ hoàn thành thôi nha các bạn ơi. Ôi, dạ không biết dạng siêu nốt mới này mình đã có chưa nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt nó bằng Livivore nha các bạn ơi. À, qua đây có một con boss Sapido nè. Có vẻ là boss Mega rồi. Để mình coi thử nha các bạn. Và ui, em siêu nốt này, mình chưa có hả? Ủa? Ở con này mình chưa có bạn ơi. À hồi nãy là cái con ở phía tây, bây giờ con ở phía đông các bạn à. Wow, ngon lành vậy. Ôi đây nè. Ngon thiệt sự luôn. Hồi nãy là Purple Diamond nè. Còn đây chính là Purple Purple các bạn ơi. Ơi ngon lành liền. Và đây chính là dạng siêu lót thứ 8 của mình nha. Mình sẽ tiếp tục câu nữa nha các bạn ơi. Dạng siêu lốt này mình khó chưa ta? Ôi cứ bắt nó bằng Liverpool trước đi các bạn ơi. Wow, có vẻ như là dạng này mình có rồi thì phải. À. Ôi, em này hình như mình chưa có luôn. Wow. À, chúng ta có một cái dạng là phía đông một dạng và phía tây các bạn ơi. Hàng gì? Hồi nãy mình bắt được cái dạng Brown Shrine. Còn lúc trước là dạng South Sea Apricot các bạn à. Wow. Cái dạng ở trên thì tóc nó để là tóc hai búi nè bạn ơi. Dạng ở dưới thì nó để là tóc sửng lên nè. Ui, chúng ta có thể phân biệt hai dạng rất là dễ dàng luôn. Đây là dạng phía đông nè. Còn dưới đây là dạng phía tây nha. Ồ, và giờ thì chúng ta chỉ còn bao nhiêu em nữa là hoàn thành rồi ta? Ui, chỉ còn 3 em nữa thôi bạn ơi. Ôi, ráng câu đi nào. Ui, Latios boss kìa. Wow. Mình xúc nó luôn mới được. Rồi không có được cái gì rồi. Sẵn tiện thì mình sẽ lên mình đập cái em Latios Boss Mega Shiny này luôn nha bạn ơi. Ui cái tên dài thiệt sự luôn. Và chắc mình sẽ xài chiêu Shadow Force đi. Đây là chiêu hệ ma nè. Hệ ma thì rất là khác với lại cái hệ tâm linh luôn nha bạn ơi. Nửa cây máu. Xịn vãi chưởng hả. Ominous Windling. Ngoài bên kia nó có một cái Ocean Monument kìa bạn ơi. Và mình được một cái Dragon Scale, một cái Rekidi và một cái Sol Gallium Z hả?
Đá xếp của Sun Galio nè. Ôi, Silas mau gì đấy? Quý mình có chưa nữa ta? Lại bắt nó tiếp thôi bạn ơi. Ôi, lần này như là một em màu xám đen thì phải. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi em này mình đã có chưa nha. Và... wow, như này mình cũng đã có rồi. Gì đây? Silas mau gì đấy? Màu đen hả? Ôi, màu đen hay màu xanh mình nhìn cũng không rõ bạn ơi. Bắt nó vô xong rồi tính tiếp nha. Wow, đến giờ thì bắt được rất là nhiều siêu lót luôn. Nhưng mà toàn những cái dạng mình đã có sẵn rồi. À, em này mình chưa có bạn ơi. À, đây là màu của mặt trăng. Màu Moon. Ủa? Moon phải không ta? Ủa sao Moon có chữ S vậy? Thôi kệ, chúng ta lại thêm một cái màu mới rồi bạn ơi. À, và đây chính là cái màu siêu lót thứ 12 của mình nha. Mình chỉ còn hai cái màu cuối cùng nữa thôi là hoàn thành xong cái siêu lót lóc rồi nha bạn ơi. Rồi, ráng cầu thêm hai em nữa coi. Ủa, Silas màu gì đấy? Không biết mình có chưa nữa. Giờ thì bắt nó thử coi các bạn ơi. Em này mới cấp 7 đó nè. Wow, chắc là một cái dạng mình đã có rồi quá. Nhìn nó khá là quen thuộc đây. Ui, đúng rồi, dạng này mình có rồi. Ai, còn một phút nữa thôi thì sẽ có một em Legendary xuất hiện các bạn ơi. Và hiện tại mình đang ở tại cái vùng Mesa nè. Tại cái độ sâu là dưới 40 nha các bạn ơi. Không biết là sẽ có em gì xuất hiện ở dưới đây đây. Oh. Ôi sao mình đào mấy cái block á nó nhanh bể vậy ta? Hay là do cái cấp của mình nó xịn quá? Efficiency cấp độ 5 luôn nè. Ôi vào đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng thì Regirock cũng đã xuất hiện luôn rồi. Ôi và nhưng mà mình không có hiểu cho lắm. Tại sao mình đào nó lại không có cái hiệu ứng để đập ta? Là cái cấp này nó bị xịn quá ta. Ui, đào nó nhanh vãi chủ đó các bạn ơi. Thôi, chúng ta mà qua kiếm Regis Rock để nó không có bị despawn nha các bạn. Nó cách mình hết 30 mấy ô nè. Chắc nó ở đâu bên này thôi. Ồ, em này á thì xuất hiện tại cái vùng Mesa vào buổi trưa. Tại cái độ sâu là dưới 40 hay là dưới 45 giờ mình cũng không nhớ các bạn ơi. Và bây giờ nó ở đâu vậy? Nó ở dưới đây hả? À, nó ở dưới thì các bạn ơi. Ồ, nó ở dưới nè. Ui, về đây đó các bạn ơi. Đây chính là em Regis Rock của chúng ta nè. Rồi, và cái quả đầu tiên mình sẽ xài đó chính là Whitball nha. Tập hôm trước mình rất là may mắn luôn khi mà đã bắt được White Veto bằng Whitball luôn đó các bạn ơi. Để coi tập này như thế nào đây. Ôi, không được rồi. Chắc em này mình sẽ cấu máu nó đi. False Whip cho nó còn một máu trước. Rồi mình sẽ xài cái quả Heavy Ball nha. Tại mình cũng cảm thấy là cái em Regis Rock này á là Pokemon nặng ký đó các bạn ơi. Coi bộ ngon lành đây nè. Nó mới cấp 40 thôi. Nhưng mà nó mang hệ đá. Wow, mình tưởng nó chết queo luôn á chứ. Tự nhiên Phone Sweep nãy giờ nó không có bị mất nhiều máu. Là một hit tự nhiên cũng bị critical hay sao các bạn ơi. Hết hồn mà. Đây, quả tiếp theo mình sẽ xài đó chính là Heavy Ball nha. Ôi, cơ bộ ngon lành rồi. Bắt được xong em này là mình sẽ đủ được cái bộ ba người đá các bạn ơi. Regis Rock, Regis Ice và Regis Steel nha. Người đá, người băng và người điện. Tiếp tục là Heavy Ball đi ha. Uầy, bắt hơi khó một xíu các bạn ơi. Nhưng mà nó đánh mình cũng không có nhiều máu cho lắm. Mình còn 50 mấy quả Heavy Ball lận nên cứ spam cho nó hết luôn đi các bạn ơi. Nếu mà không được nữa thì mình sẽ xài qua những cái quả ball khác nha. Uầy, em này cũng 7 chấm luôn. Y chang hai em Regis Ice và Regis Steel, anh em của tụi nó vậy đó. Ui, trên này nó cũng có nhiều khoáng sản quá ha. Chắc xíu nữa mình sẽ tranh thủ đi mai trên này một xíu các bạn ơi. Vẫn tiếp tục là Heavy Ball đi ha. Xài nãy giờ nhiều quá rồi nhưng mà nó không vô nè. Ui, cũng chưa được luôn. Để mình xài thử cái quả Dust Ball nha. Tại vì cái chỗ hang này á thì ánh sáng mặt trời nó không có bị chiếu trực tiếp vào được. Vẫn tiếp tục là mấy quả Dust Ball nữa thôi các bạn ơi. Ấy. Và được rồi nè. Ồ, cuối cùng cũng bắt được em Regis Rock rồi nè. Mình cũng đã xong được cái bộ ba người đá rồi nha. Để mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Regis Steel nè, Regis Ice và Regis Rock nha các bạn. Ngon lành. Đó, hai em người đá còn lại đây. Và cái con Regigigas, cái con mà tạo ra ba cái con này á thì mình chưa có bắt được.
Nó sẽ spawn từ cái vùng Savanna. Và như mình còn em đó với lại em Jirachi nữa là mình... À, hình như mình còn em đó, em Jirachi với lại em gì nhờ? Em Tabufini nữa là mình đã full luôn rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ cắt một mớ khoáng sản lại đi. Rất là nhiều khoáng sản ở đây luôn nha. Wow, ngân lên canh đào vậy. Ui, có vàng đây nữa nè. Lấy miếng vàng đi. Mesa thì vàng nó rất là nhiều nha các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra cái vùng biển đi để mà cầu tiếp em siêu lót của mình nha các bạn ơi. Chạy ra cái vùng bãi biển của tôi đâu. Đây các bạn ơi, siêu lót của mình nó vẫn chỉ có 85,7% thôi nè. Chưa full nữa. Đây mình sẽ cho các bạn coi reject rock. Đó. Reject rock của mình. Wow, ngon lành mấy chữ à. Ui, em này như nó kích thước như thế nào vậy ta? Để mình kiểm tra coi em này kích thước gì nha các bạn ơi. Ôi, kích thước heal các bạn ơi. Em này là kích thước lớn nè. Rất là ngon luôn. Nó cộng defense và trừ special defense. Ui, cũng được các bạn à. Wow, quá xịn luôn nha. À, mình có hai em kích thước heal và một em kích thước chuẩn đó các bạn ơi. Và đây chính là bộ ba mấy em golem của chúng ta nè. Oh, reject rock, reject eye và reject steel. Trong đây thì có reject eye là nhỏ nhất. Tại vì nó mang kích thước chuẩn mà. Ờ, nhìn xịn sò chưa. Ồ, em nào nó cũng mang 7 chấm ở trên người hết nè các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn nè. Đâu rồi, cho tôi coi coi. Cái con này con người đá mới bắt nè. Ui, nó như cái mấy cái viên đá ở Mesa vậy các bạn ơi. Thôi nhìn nè, cũng hấp dẫn chứ bộ. Ồ, em này thì mình cởi đi rất là nhanh luôn nha. Nhưng mà hơi bị vô lý, tại sao mình lại cao bằng cái con người đá luôn vậy ta. Ui, không biết Regigigas mình sẽ cao bằng bao nhiêu nó nữa. Regigigas trong phim thì nó to lắm đó các bạn à. Không biết ở trong đây thì như thế nào đây. Chúng ta sẽ chờ trong những cái tập kế tiếp nha. Ồ, bây giờ thì mình đã xong được cái bộ ba này rồi. Mình sẽ cất tụi nó vào đây luôn nha. Ui đây. Ờ, có vẻ như là một cái dạng siêu lót bình thường thôi bạn ơi. Và mình vẫn sẽ xài cái quả Liverpool thôi nha. Ơi, siêu lót hình như là mặc định thì phải. Em này mình có chưa ta? Bắt thành công rồi nè. Và, ôi em này mình đã có rồi. Mình sẽ cất đi đi nha. Boss là Theos hả? Mình sẽ check luôn. Shadow Force nữa các bạn ơi. Full game áo nữa không? Boss này boss shiny luôn. Xịn sò, ôi sắp ngẫm nó luôn. Một phát nữa là nó ngẫm luôn các bạn à. Sao mà sống được hả? Ôi nó cho mình lại những tip play. Ôi những cái món đồ quen thuộc của nó thôi các bạn à. Ôi mình câu nãy giờ chưa được gì luôn các bạn ơi. Và trời nó đang mưa khá là to nè. Ấy mình được một cái dạng siêu lót gì đó. Nhìn khá là lạ đây. Không biết là mình đã có chưa nữa. À, ngon nha. Để mình coi thử là cái dạng gì nha các bạn ơi. Ôi, và đoạn này mình chưa có. À, đây là siêu lót. À, đâu rồi, xinh các bạn ơi. Wow, khá là xịn luôn. Em này thì nó trái ngược với lại cái em siêu lót Moon mà hồi nãy mình đã câu đó. Chắc mình sẽ bỏ nó vào cái trang 4 thôi. Ôi, cũng khá là ngon lành nha. Rồi, sẵn tiện thì review em này luôn các bạn ơi. À, trên lưng nó có mấy cái đốm đốm, mấy cái tia nắng của mặt trời. À, ra là vậy. Thôi, vậy thì chúng ta chỉ còn một em siêu lót nữa thôi là hoàn thành xong cái siêu lót gym rồi nha. Ồ, để mình gọi Raiden ra tắt mưa cái đã. Ui, trời nó mưa to thiệt sự luôn. Trời mưa mà mình phải đứng đây câu option để mà phục vụ đó các bạn à. Ồ, rồi chúng ta lại tiếp tục câu tiếp thôi nè. Wow, khá xịn sò luôn. Đây, siêu lót xinh. Wow, ngon lành chưa. Chúng ta đã có được 13 em siêu lót rồi nè các bạn ơi. Mình chỉ còn một dạng đối lập với lại cái em Eastern Gold này nữa thôi nha các bạn. Trời ơi, quá chừng quá đất luôn. Ôi, chúng ta có cái dạng được mặt trăng nữa các bạn ơi. Ồ, siêu lót Moon và siêu lót Sun cũng có luôn nè. Mặt trăng và mặt trời. Đó, xịn sò chưa. Và nói chung thì tập ngày hôm nay mình cũng khá là may mắn rồi. À, nãy giờ thì mình cũng có đánh boss và nó cho mình 3 viên kẹo Sailor nè. Và 11 viên Ray Candy luôn. Khá là xịn sò bạn ơi. Để mình coi thử. Cấp của Riatina, à cấp 97 thôi bạn à. Chắc mình sẽ đẩy cho nó lên cấp 100 luôn nha. Rồi chúng ta sẽ cất em này lại nha. Đó, nó đã tiến hành đạt được cấp 100 rồi. Cùng ngắm nhìn em Giratina lần cuối đó bạn ơi. Rồi, cho nó qua dạng bình thường đi. Dạng này nhìn nó béo ú hơn nè. Dạng này thì nhìn nó phô trương sức mạnh vậy chưởng luôn đó. Ok, giờ thì cất ẻm vô thôi nha các bạn ơi. Mình vẫn tiếp tục luyện cấp cho Sivali đi ha. Và để coi thử Latios nó đã đạt được. Wow, còn một xíu nữa thôi là nó sẽ lên cấp các bạn ơi. Chắc mình sẽ cho nó ăn kẹo luôn quá.
có mấy viên kẹo Sailor nè. Đó, cho nó ăn kẹo hết. Wow, xịn thiệt sự. Rồi, nó đã lên được cấp tiếp theo luôn rồi bạn ơi. Và đây chính là cấp 79. Chắc mình sẽ cho nó ăn luôn 8 viên còn lại nha. Đó, luyện xong em nào thì hay em đó đó bạn ơi. Rồi, ngon lanh canh đào rồi đó. Latios của mình đã đạt được cấp 87 rồi nè. Wow, xịn xò thiệt sự luôn ha. Giờ thì chắc mình cũng sẽ chụp ảnh cho mấy em Regis này đi ha các bạn ơi. Mình đã hoàn thành xong cái bộ ba này rồi. Đây, Regis Rock, Regis Eye và Regis Steel nha. Chúng ta cùng lấy máy ảnh ra và chụp thôi các bạn ơi. Đây, máy ảnh và phim của mình. Đầu tiên là Regis Eye trước nha. Ủa em này thì tí hon quá à. Em tiếp theo là Regis Steel. Wow, em này thì nó bự hơn một xíu bạn ơi. Tại vì nó là kích thước huge lận mà. Ôi, nó cũng có được 7 chấm y chang cái em Reject Ai vậy á. Và cuối cùng đó chính là em mà mình vừa mới bắt trong tập ngày hôm nay luôn. Đó chính là Reject Rock nha. Ôi, em này nhìn nó đơn giản hơn các bạn ơi. Toàn là đá không à. Nó có thêm mấy cục đá màu cam cam y chang tại cái vùng Mesa vậy á. Và chúng ta đã có được 3 tấm ảnh của ba tụi nó rồi đó. Giờ thì mình sẽ tiến hành treo thôi. Ủa, mình cầu cá nãy giờ mà cái cần cầu của mình nó sắp gãy luôn đó bạn ơi. Kinh khủng vậy. Chúng ta sẽ kiếm chỗ nào để treo ảnh tụi nó đây. Có vẻ như là bên này không được rồi bạn ơi. Wow, chỗ này chắc mình sẽ treo cái gì gây chỗ này quá. Mấy cái em Regis này chắc treo trong đây là vừa bạn ơi. Vô trong này treo nha. Đây, Regis Steel chỗ này nha bạn ơi. Tiếp theo là Regis Rock. Và cuối cùng là Regis Eye nha. Mình sẽ chừa cái chỗ này để cho em Regis Gigas nếu mà mình bắt được nha bạn ơi. Wow, và thế là chúng ta đã có được bộ ba golem cổ đại đó bạn ơi. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc luôn rồi. Trời, nó cũng tối luôn rồi nè. Đấy, mình có đi nhuộm màu mấy chiếc xe nè. Nó màu hồng nam tính cũng như là màu cam bạn ơi. Đó, các bạn đã theo dõi video này. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bật lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.